Xin chào tất cả các bạn nha. À, tiếp tục chúng ta quay trở lại với tiêu thụ điện. Thì trong kênh của mình mình có rất là nhiều video nói về công suất tiêu thụ tiêu thụ điện của các thiết bị trong gia đình. Thì riêng cái dòng máy lạnh ấy, thì mình đã có rất rất là nhiều video à, test sau 24 tiếng sử dụng liên tục thì máy lạnh tiêu thụ bao nhiêu điện. Rồi một tháng, 2 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 10 tháng, 11 tháng. Thì đến thời điểm này là đã 12 tháng kể từ thời điểm mình gắn cái đồng hồ để đo công suất tiêu thụ điện của cái phòng mình. Đó là cái máy lạnh LG một ngựa có công nghệ vịt thì bây giờ chúng ta xem đây. sau một năm sử dụng ở điểm này là 12 tháng này sau một năm sử dụng thì tổng cái lượng điện tiêu thụ của cái máy lạnh này là bao nhiêu mình đã gắn vào đây cái đồng hồ xe ABB bây giờ chúng ta nhìn trên ảnh nha đây 565,6 mình lấy tròn là 565 nha 565 kg cho 12 tháng sử dụng bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại để mình tính toán cho chúng ta xem nè à, mới nãy mình cho chúng ta xem con số là 565 bây giờ mình sẽ chia cho 12 tháng đi nha mình chia cho 12 tháng đây thì trung bình mỗi một tháng chỉ có 47 kg mà thôi mình lấy con số này mình tiếp tục mình chia cho 30 ngày đi đây một ngày chỉ có một ký rưỡi thôi một ngày chỉ có một ký rưỡi 1,65 1,56 một 56 hoặc là mình có thể lấy là 565 mình chia cho 365 ngày thì nó cũng ra là một ký rưỡi 1,54 thì cái lệch không có nhiều Vậy thì mỗi một ngày trung bình là chỉ có một ký rưỡi mà thôi Vậy thì cái máy lạnh của mình mình để bao nhiêu độ và mình sử dụng trong thời gian bao lâu thì nhưng ta biết đó là 12 tháng thì có cả những cái thời điểm nắng nóng và những ngày trời mưa ở Cà Mau mình nữa thì à, một năm chỉ có hai mùa thôi mùa mưa và mùa nắng thôi thì mình gắn cái đồng hồ gắn cái đồng hồ mà mình đo là từ ngày đây 19 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2022 thì đến thời điểm mà mình quay video này á là 10 giờ ngày 5 tháng 10 nè ngày 5 tháng 10 năm 2023 Vậy thì sao liên tục 12 tháng mình mỗi một đêm mình sử dụng là khoảng 10 tiếng thì thường nó là từ 8 cho đến 9 giờ tối là mình sử dụng và đến 6 giờ sáng ban ngày thì ngủ trưa khoảng 2 tiếng nữa thì trung bình mỗi ngày sử dụng khoảng 12 tiếng mình để ở 28 độ và cái phòng của mình có thể tích từ khoảng 40 cho đến 45 mét khối la phong thì dạng la phong này rất là kín nha và trong phòng thì cũng rất là ít đồ đạc thôi không có cái thiết bị nào mà sử dụng tỏa ra nhiều nhiệt cho nên là trong quá trình mình sử dụng nó cực kỳ tiết kiệm điện luôn mình để 28 độ xuyên suốt một năm vừa qua là mình để 28 độ à, cái máy lạnh mình là cái máy lạnh LG có công nghệ vector và loại một ngựa nha có cái nhãn năng lượng tiết kiệm 70 phần trăm điện nè thì mình nói là không có buôn bán gì máy lạnh mình cũng không quảng bá cho bất cứ thương hiệu nào cả mình chỉ sử dụng bình thường thôi à, Tuy nhiên là mình thích quay video để chia sẻ mọi người à, có rất là nhiều bạn là không tin nói rằng là mình gian dối cái đó là tùy bạn còn mình ở đây mình quay thực tế mình gắn cái đồng hồ không phải là để chơi mình quay video để mình làm YouTube cho nên là mình muốn chia sẻ mọi người còn tin hay không là chuyện của chúng ta À, có bạn nói thì một đêm sử dụng phải năm bảy ký chứ làm sao có một ký mấy như thế này thì thật ra cái đó là mình cũng không biết sao mà cái phòng của mình nó cực kỳ tiết kiệm điện như vậy mặc dù để 28 độ nhưng mà bao giờ mình cũng phải đắp chăn tối ngủ là phải đắp chăn và để cố định cái nhiệt độ này luôn và một năm thì mình vệ sinh là phải hai lần nha à, cái việc vệ sinh nó cực kỳ quan trọng bởi vì khi mà cái máy nó dơ nó sẽ tốn điện rồi cái phòng chúng ta mà có tốn điện hay không là phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác nữa ví dụ cái phòng chúng ta có bị nóng hay không có bị ánh sáng mặt trời chiếu vào vách tường hay không À, cửa có kính hay không và nhiều cái yếu tố khác nữa. À, đặc biệt đó là mình đang sử dụng cái dòng máy lạnh tiết kiệm 70% điện mà. À, cái nhãn năng lượng 70% điện này không phải ngẫu nhiên mà có, à, đã được đăng ký bộ công thương hiện tại thì theo như mình biết á, à, có cái dòng Samsung á, dòng Samsung là nó có tiết kiệm là tới 77% nhưng mà mình không có xài cái dòng đó cho nên mình cũng không biết nó như thế nào. Còn gia đình mình thì đang xài hai cái, một là máy LG này và một cái máy sáp thì cái máy sáp là tiêu thụ điện nhiều hơn so với cái máy LG thì một năm vừa qua mình đã gắn cái đồng hồ xe bb mà mình đo kết quả là như vậy còn tin hay không là việc của quý cô bác anh chị và các bạn mình chia sẻ sự thật để cho mọi người biết để mà chúng ta có cách nhìn về cái tiêu thụ điện của máy lạnh trong gia đình mình thì hàng tháng thì gia đình mình tiêu thụ khoảng từ hai trăm rưỡi đến ba trăm ký thôi hai cái máy lạnh sử dụng xuyên suốt đặc biệt là cái máy lạnh sáp mình nói là phòng của con gái là nó sử dụng gần như là một ngày phải là 17 18 20 tiếng đó à, điện tiêu thụ nó hơi nhiều hơn một tí nhưng mà tổng thể thì cả gia đình cũng chỉ xài tầm khoảng hai trăm rưỡi tối đa là 300 kg thì đó là mình chia sẻ mọi người còn à, nếu các bạn không tin nữa thì các bạn có thể mua một cái đồng hồ xây BB về chúng ta đo hoặc là đồng hồ sát thông số cũng được để chúng ta tự kiểm chứng và xem cái kết quả của gia đình mình như thế nào rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo video và hẹn gặp lại ta những video tiếp theo